Chào các bạn, hôm nay là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của mình. Mình có một cái chuyến đi Thái với lại Huawei. Bây giờ mình đang trên đường ra sân bay nè. Lâu lắm rồi mới bay lại nước ngoài và lâu lắm rồi mới bay lại quốc tế. Thì video này mình cho các bạn coi một cái trip của mình đi công tác thì thường nó như thế nào ha. Bây giờ go. Hôm nay là quầy Vietnam Airlines tương đối vắng á, chứ bên phía Vietjet đông quá trời luôn. Người ta bắt đầu đi chơi này rồi các bạn ơi. Cùng cũng đã về tới khách sạn rồi các bạn. Công nhận Bangkok kẹt đường kinh khủng luôn. Mình mất khoảng 1 tiếng rưỡi chỉ để đi từ sân bay tới cái chỗ ăn, xong mất thêm khoảng 1 tiếng nữa để đi từ cái chỗ ăn về tới cái khách sạn. Mà cái chỗ ăn các khách sạn đâu có xa lắm đâu. Trời ơi, kẹt dã man luôn. Nhưng mà được một cái là đây, khách sạn mình ở thì có cái view rất là đẹp. Đây là cái view nhìn ra sông mà ngay Bangkok luôn. Để chút nữa mình coi sông này sông gì, cái gì mình ghép text cho các bạn coi. Ok, cũng an ủi. Thì đợt này là mình ở phòng này có một mình thôi. Đây một cái phòng rất là đẹp. Mình nghĩ nó hơi giống như một cái suite vậy đó. Và mình ở cái khách sạn tên là Peninsula. Đây là một cái khách sạn cũng khá là nổi tiếng. Hồi xưa mình đi Hồng Kông là đã nghe người ta khen rồi. Đây, nhìn cái phòng đã ha. Cái phòng rất là rộng, thoáng, mát và view cực kỳ đỉnh cao luôn. Bây giờ mình sẽ đi tắm rửa, nghỉ ngơi một chút xíu. Xong rồi mình sẽ đi bộ tham quan gần đây coi có gì hay. Tại vì gần đây chỗ này là trung tâm của Bangkok luôn, cho nên mình nghĩ có rất là nhiều thứ để mình có thể tham quan gần đây. Mình sẽ dẫn các bạn đi theo nha. Đúng là khách sạn 5 sao các bạn. Cà phê cũng xài đồ xịn nữa. Đây là cái máy Nespresso giống như kỳ rồi mình có cho các bạn coi ở nhà mình á. Cái model nhà mình thì nó cao cấp hơn. Cái này thì nó gọn gàng hơn và cũng có sẵn mấy cái viên nè. Ở đây là viên thường, đây là viên decaf nè. Đã ha. Sáng mai dậy uống cà phê giả bộ làm đàn ông cái. Bây giờ bắt đầu đi chơi các bạn. Cái khách sạn mình ở chỗ này đẹp quá. Đây là cái khách sạn Peninsula. Thì nó nằm ngay trung tâm mà, cho nên cơ bản là ngon. Đối diện là có Icon Siam nè, có Takashimaya nè. Đã ha. Mình sẽ đi bộ qua. Ở Thái Lan mình thấy kẹt đường kinh quá, cho nên là mình cũng ngại đi xe taxi lắm. Đi tàu điện thì cũng được nhưng mà hơi mất thời gian. Cho nên là hôm kỳ này mình ưu tiên đi mấy chỗ gần gần trước. Mai mốt khi nào chuyến sau có vợ với gia đình thì mình sẽ đi những cái chỗ xa hơn. Bây giờ mình đi qua tham quan cái điểm đầu tiên, đó là Apple Store. Thì đây là một cái Apple Store rất là đặc biệt. Nó nằm ở một cái trung tâm thương mại là Icon Siam. Và nó nằm kế bên cái bờ sông luôn. Trước giờ mình chỉ thấy hình thôi. Bây giờ mình đang trên đường đi qua đó nè. Kỳ này thì lại đi chơi một mình. Lâu lắm rồi mình mới đi nước ngoài mà kiểu một mình như thế này. Tại vì ngày xưa cái thời 2014-2015 thì mình đi nhiều lắm. Mình đi Đức, Tây Ban Nha các kiểu cũng hãng này hãng kia mời á. Thì đi chơi một mình nó cũng có cái vui, nó cũng có những cái trải nghiệm. Nhưng mà dạo này thì thích đi chơi với bồ, với vợ hơn. Với vợ, ý là bồ và vợ là một người á. Wow, ở đây có cái hình như cái đền cái gì á mà người ta làm rất là đẹp, nhìn dễ thương lắm. Trong một cái khuôn viên hiện đại mà có một cái đền ở bên đây và một cái ở bên này. Wow, rất là đẹp ha. Mình thích nhìn mấy cái không gian kiểu như thế này.
cây cỏ, cây xanh rồi thứ nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Bây giờ là đường phố Thái Lan nè các bạn. Lần gần nhất mình đi du lịch Thái Lan là mình đi Phuket, chứ mình không phải đi Bangkok. Tại vì trước giờ thì mình thấy Bangkok cơ bản là cũng giống thành phố mình á. Mình thích mấy cái chỗ mà có cảnh thiên nhiên nọ kia. Được cái là ở Thái Lan thì các bạn sẽ thấy là người ta có xây rất là nhiều những cái đường đi bộ bắc trên không như thế này, đi qua đi lại dễ dàng ha. Nãy giờ mình đi mình thấy nhiều lắm. Hiện tại mình thấy thời tiết ở bên Bangkok này á thì ôi người ta chạy nhanh quá. Mình thấy thời tiết là nó còn nóng hơn cả Sài Gòn mình nữa. Ôi bên đây có mấy chiếc taxi nhìn nó hình dáng lạ ghê. Mấy chiếc Vios này họ bình thường rồi nhưng mà mấy chiếc taxi này lạ nè. Đây, mình chuẩn bị vô Thornbury Delight. À, mình nghĩ là mình sẽ gắn cái micro vào để mình nói cho các bạn nghe dễ nha. Đây là Icon Siam nè. Rồi, mình đã vào bên trong cái khu Icon Siam nè. Bên trong đây nó làm như một cái khu vực mà có nhà gỗ này kia. Giống như là mình bước vào khu phố cổ Thái Lan vậy đó. Cái cảnh này là mình nhớ tới cái khu phố cổ hồi mình đi Phuket nè. Đẹp quá. Cũng là trung tâm thương mại nhưng mà cái cách mà người ta làm nó hay ha. Bây giờ tìm đường đi ra Apple Store để coi đi như thế nào nha. Đây, đã thấy rồi, ghi là Icon Siam Park và Apple thì đi theo hướng này. Ok, đi thôi. À đây rồi, đã thấy rồi các bạn ơi. Đó. Apple Store kia. Ngon lành. Thật ra thì ở Việt Nam mình chưa có cái Apple Store nào hết. Và mình đã đến rất là nhiều Apple Store rồi. Ở Mỹ nè, ở Singapore nè, Đài Loan không nhớ mình ghé chưa, Đức nè, Tây Ban Nha nè. Cho nên mình cũng không lạ lắm với Apple Store. Nhưng mà riêng với cái Apple Store này á thì nhìn nó rất là đẹp từ bên ngoài nhìn vào. Wow, bự ha. Hôm nay chắc là cũng lần đầu tiên mình cho các bạn đi với mình một vòng qua Apple Store nè. Rồi, đã tới được Apple Store chỗ Icon Siam rồi nè các bạn. Là ngay sát cái khách sạn của mình luôn. Đây là khách sạn của mình ngay bên dưới này. Thì cái Apple Store Icon Siam nó nằm ngay đây. Thế ra nhìn từ xa mình nghĩ là qua bên kia sông á thì nhìn nó sẽ ấn tượng rất là nhiều. Còn bây giờ nhìn nó tầm gần á thì nó chưa có phải là quá là lạ. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái thiết kế nè. Đó. Tức là cái Apple Store nó chỉ nằm dưới này thôi. Trên này là của cái trung tâm thương mại Icon Siam. Nhưng mà nhờ tức là Apple Store họ được hưởng ké với lại cái trung tâm thương mại này luôn. Cho nên nhìn nó rất là đẹp. Nhìn đã lắm. Đang ngồi trong Apple Store các bạn. Xin phép cởi khẩu trang ra chút xíu để nói chuyện với các bạn. Thì vừa rồi mình mới vừa ghé Apple Store để mà mình mua một cái đồ sạc MagSafe để làm kỷ niệm thôi, chứ thiệt ra mấy cái đồ này ở Việt Nam mình có hết. Thì nó là cái cục sạc 500 á mà. Đây nè cho các bạn coi nha. Đó, đây là cái mà mình mới vừa mua. Thật ra cái này ở Việt Nam đầy hết á. Mình chạy ra Cellphonet thì thế giới di động thì có ngay thôi. Nhưng mà mua kỷ niệm cho vui. Tính ra giá Việt Nam thì khoảng 90-90 ngàn á. Mình không biết là mắc hơn hay rẻ hơn nữa mà thôi kệ, cứ mua cho vui. Nhưng mà cái mình rất thích khi mà đi tham quan có những cái Apple Store á, đó là các bạn có thể thấy một cái không gian rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Và với những cái Apple Store như thế này á thì Apple họ thường là build ở những cái chỗ rất là lớn, rất là đẹp. Ví dụ như ở đây là Icon Siam, là ngay trong cái trung tâm thương mại. Và nó có một cái view rất là đẹp. Bên trong những cái Apple Store này á, từ cái bàn ghế như thế nào nè, tủ ra làm sao nè, đều là do Apple thiết kế, Apple hoặc là phê duyệt hoặc là tự họ thiết kế luôn. Ngoài ra thì kể cả những nhà cung cấp á, cũng phải được Apple chọn lọc rất là kỹ. Tại vì họ muốn đảm bảo tất cả mọi thứ là theo cái tiêu chuẩn của họ. Apple họ kiểm soát những cái này rất là gắt cao. Ngoài ra thì các bạn thấy là với đa số những cái Apple Store thì nó đều theo một cái tông là bàn ghế sẽ có cái màu gỗ đỏ hơi nhạt một chút, không quá đậm. Nó làm cho một cái không gian rất là sang trọng nhưng mà vẫn rất là trẻ nè, rất là sáng sủa, chứ nó không có bị già quá. Và riêng đối với lại những cái Apple Store lớn như thế này á, thì họ còn có trồng cây ngay trong chính cái cửa hàng luôn. Ví dụ như mình đã từng đi Apple Store ở Tây Ban Nha nè, ở Đức nè, Apple Store, một số Apple Store lớn ở Mỹ hay ở Singapore và bây giờ là Thái Lan, thì họ đều có những cái cây xanh giống như các bạn thấy ở ngoài sau á. Đây là một cái điểm rất là lạ ha, và không nhiều những cái cửa hàng khác người ta làm được như Apple đâu. Mặc dù cái thiết kế của Apple Store nó khá là đơn giản thôi, nhìn nó không có cầu kỳ, nhìn qua thì tưởng ai cũng thiết kế được. Nhưng mà ngoài Apple ra mình không thấy cái hãng nào khác có thể làm được một cái cửa hàng như vậy. Và lúc các bạn bước vào thì các bạn sẽ cảm thấy là các bạn muốn shopping liền, các bạn muốn chi tiền liền, là các bạn hào hứng liền ngay lập tức. Có thể là các bạn chưa xài Apple bao giờ, các bạn cũng sẽ cảm thấy những cái tương tự như thế này.
Và ngoài ra ở những cái Apple Store thì thường là người ta sẽ có một cái khu vực nó có để những cái ghế, thì những cái khu vực này là Apple làm sự kiện, có thể là họ sẽ làm những cái buổi workshop để mà hướng dẫn cho trẻ em code nè, hay là dạy cho người ta cách xài iPhone, dạy cách chụp ảnh chẳng hạn. Những cái workshop gọi là community workshop như vậy thì Apple họ làm khá là thường xuyên, và với những cái Apple Store lớn vậy là có hết á. Nó cũng là một cái cách mà Apple gọi là xây dựng cộng đồng và xây dựng fan. Nó không chỉ bán một cái thiết bị, không chỉ bán cái trải nghiệm đó, mà họ bán nguyên một cái hành trình luôn, từ cái việc mà các bạn mua cho đến việc các bạn sử dụng, cho đến việc các bạn xài nó, cho đến việc các bạn cảm thấy vui với nó. Thì đó là cái cách mà Apple khiến chúng ta bỏ rất nhiều tiền ra là như vậy đó các bạn. Và thực ra Apple họ làm mấy cái chuyện này lâu lắm rồi, không phải mới bây giờ đâu, chỉ là tại Việt Nam không có Apple Store cho nên là chúng ta chưa có được trải nghiệm nhiều thôi. Chứ ví dụ như mình đi nước này nước kia là mình thấy hết mấy cái đó rồi, và họ làm rất là hay luôn. Ví dụ như ngày xưa lúc mà mình đi qua Apple Store ở Tây Ban Nha, họ có nguyên một cái workshop dành cho những người lớn tuổi á. Họ tập trung lại xong rồi họ chỉ cách làm phim bằng MacBook, dùng cái phần mềm iMovie rất là đơn giản, nhưng mà mình thấy mọi người, mấy cô mấy chú tham gia ai cũng đều hào hứng, ai cũng đều thích thú hết khi mà họ có thể tạo được một cái đoạn video của riêng mình. Rồi khi các bạn đến những cái Apple Store này á, thì thường là nhân viên sẽ không có đi theo bạn đâu. Các bạn cứ thoải mái trải nghiệm, các bạn đứng ở những cái quầy, các bạn đứng thử nghiệm thiết bị bao lâu cũng được hết, họ không quan tâm. Khi nào mà các bạn cần họ giúp á, thì các bạn hú một cái họ chạy lại vậy thôi. Và ngày xưa lúc mà mình đi qua cái Apple Store ở Hawaii á, thì thậm chí mình còn thấy có một ông đứng làm nhạc ngay trong Apple Store luôn, đứng chắc phải cả tiếng. Mình đứng mình chờ trải nghiệm con Mac Mini để mình chuẩn bị mua mà ổng đứng đó hoài, mình mới nói ê cho tôi vô tôi trải nghiệm một chút, ổng mới lùi ra đó các bạn. Không còn có trò này vui lắm các bạn. Giờ vô đây nè, là cái mấy cái đồ ổ điện nó sẽ trồi lên, hay ha. Nó đảm bảo là cái mặt bàn vẫn phẳng vẫn đẹp, nhưng mà bạn vẫn có rất là nhiều ổ cắm ở đây. Ở đây không biết là ổ gì đây, ổ mạng hả? Ừ, chắc là dây mạng hay gì á, không biết nè. Rồi, vậy là đủ cho chuyên mục của iFan rồi. Bây giờ đi shopping tiếp trong cái trung tâm thương mại, với lại đi kiếm mì Thuyền ăn thử. Bữa nãy mới đi ngang qua chỗ mì Thuyền ngon lắm. Cũng trên đường đây thôi, mình nghĩ là mình sẽ vòng lại đó. Mình đang ở tầng 2 của khu Icon Siam. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái trung tâm thương mại rất là đẹp và rất bự nha. Họ làm rất bự luôn. Nó có nhiều tầng nữa, lên tuốt ở trên kia. Riêng mình thì mình không có hứng thú với trung tâm thương mại lắm. Đồ đạc ở Việt Nam thì cũng có đầy à. Không biết mai mốt dẫn vợ mình đi thì vợ mình có thích không? Chứ mình thì thích mấy chỗ nào thiên nhiên rồi, cảnh này kia là lạ thôi. Cho nên bây giờ chắc là thôi mình sẽ đi ra khỏi trung tâm thương mại này, mình đi dạo quanh cái bờ sông này nọ lúc nãy á, mình thấy mình sẽ hứng thú hơn với những khu đó. Thêm một món lạ mới vừa mua được ở trong Icon Siam, kêu là Thai Crispy Pancake. Giòn hả? Ờ, để ăn thử nó như thế nào nha. Giống như bánh dừa bên mình, cái chan không khác gì nữa. Thêm mấy cái sợi đường kéo kéo, dính đâm. 15 bạc cũng được, không thích lắm. À, hôm nay đã đi được 8.000 bước rồi các bạn. Đúng là đi du lịch cho nó khác liền không. Đây, cho coi. Bây giờ tranh thủ đi qua ăn mì Thuyền, xong rồi còn gặp đoàn nữa. Ham ăn quá. Quay lại một chút thôi, cũng gần đây à, sát bên. Đó, các bạn thấy đường phố Bangkok không? Theo mình thì rất là giống Việt Nam thôi, nhưng mà cái đường của họ thì rộng hơn, với lại mình thấy là họ optimize cho xe hơi tốt hơn á. Thì đây cũng là trên đường về khách sạn của mình nè. Thì ở đây là mình có mì Thuyền đó. Rồi mình sẽ vô ăn thử một tô nha. Excuse me, one bowl please. Rồi, giờ vô ngồi. Chắc ngồi đây đi ha, cho nó sáng với mát. Ở đây nước nem thì người ta cũng có giấm tỏi nè. À, giấm rồi tỏi, ớt. Thank you. Ủa, sao lấy cái đũa của mình đi vậy ta? Mình sẽ cho một ít tỏi giấm vô. Cái này bắt trước anh Khoai Lang Thang nè. Rồi, bây giờ lấy lại cái đũa. Cũng không hiểu lắm tại sao anh lại lấy đũa của mình. Ok. Ở trong cái tô này thì mình có chắc là cá viên hay là heo viên gì đó nè. Mình có rau muống, mình có một ít thịt bò. Mình có, mình đoán cái này là gân, gân hay gà vậy đó. Chắc là thịt gà. Còn cái này là gân nè. Cái sợi này thì nó hơi giống cái sợi hủ tiếu của mình, nhưng mà nó có vẻ nó dai hơn. Rồi, giờ mình sẽ thử nha. Thank you.
cái vị khá là thanh, cũng ngon á. Nó đậm đà, nó không có bị lạc. Sợ nhất là ăn mấy cái món nước lèo mà nhạt nhạt luôn. Cái quán hơi tối nên các bạn thông cảm nha. Ngon á, mình thích cái mì thuyền này. Vị ăn rất là thanh luôn. Thịt bò mềm dữ vậy. Thịt bò thịt heo gì nè. Mềm lắm. Và bây giờ mình sẽ tập trung ăn hết cái tô này nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sau. Ăn xong mới để ý, đây là cái mì thuyền nước trong. Mình quên nhờ người ta cho thêm cái huyết heo vào, cho cái huyết vào nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà ngon. Hấp hết tô nước luôn nè. 45 baht. 45 baht là bao nhiêu tiền Việt ta? Đổi nè, là khoảng 28.650 đồng. Được ha, rẻ. Mình có đọc ở trên mạng á, là cái mì thuyền này ngày xưa á, là người ta bán ở dưới những chiếc thuyền chạy dọc cái con kênh của Bangkok. Cho nên á, là để mà nó tiện bưng qua bưng lại á, thì người ta làm cái thước nó nhỏ. Nhưng mà hôm nay mình ăn cái tô mình thấy là cũng vừa, không có nhỏ lắm đâu. Ăn một tô đối với mình thì là hơi lửng lửng á, cũng gần no rồi đó, thì cũng ok. Rồi bây giờ thì 5:30 rồi, bây giờ mình sẽ đi đến chỗ hẹn với đoàn. Bây giờ đi tiếp với mình nha. Người ta chỉ mình cách xài những cái phao an toàn nè. Và ở dưới mỗi cái ghế là đều có cái phao hết. Hay ha. We hope you enjoy the unobstructed views of the panoramic Bangkok landmarks and a memorable night on Chao Phraya Princess. Đẹp. Thank you. Once again, washroom, you can go downstairs. And for smoking, to everybody who is smoking, smoking area is only at the back part of the boat. On this floor, please go at the back part. Cruise. Once again, the buffet is now open. You can now go to the buffet. Please enjoy the food. Don't forget to wear the mask and the gloves when you go to the buffet. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai ở Bangkok. Hôm nay là ngày sự kiện chính của Huawei nè. Nhưng mà buổi chiều lận. Bây giờ buổi sáng thì nãy giờ thật ra mình dậy từ hồi 5 giờ rồi. Mình ngồi làm việc. Và bây giờ thì mình sẽ xuống bơi một chút, xong rồi dạo qua cái chỗ buffet của khách sạn xem là có gì ăn hay không. Bây giờ để coi. Nghe nói cái hồ bơi của khách sạn này đẹp lắm, tại vì nó là nằm kế cái bờ sông luôn. Thì mời các bạn đi với mình coi cái hồ bơi nó như thế nào nha. Tới nơi rồi nè các bạn. Hồ bơi đẹp thiệt. Hồ bơi dài vãi. Đẹp quá ta. Không thấy ai bơi hết. Đây. Đó, hồ bơi đỉnh ha. Wow, nhìn cái view là thấy thích rồi đó. Có điều là kế bên đang là công trường xây dựng, cho nên bơi nhanh chứ không nó ồn. Nguyên cái hồ bơi rất là dài, rất là rộng luôn. Dài tít xuống đây luôn. Rồi, bây giờ mình xuống bơi một chút nha các bạn. Hẹn gặp bạn tí nữa ở cái chỗ ăn buffet. Bye bye. Vừa mới bơi lên, quá đã luôn các bạn. Hồ bơi đẹp, nhưng mà ý là không được sạch lắm. Không được sạch như kiểu hồ bơi ở nhà mình. Tại vì nó mới có mấy cái lá cây này nọ ở dưới cái đáy hồ. Có thể do người ta chưa dọn dẹp thôi, cũng không sao. Mà các bạn thấy cái view sông ngoài sau, vừa bơi vừa ngắm cái view đó, đã vô cùng luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên ăn sáng, xong rồi lên phòng làm việc chút xíu, rồi đợi trưa chuẩn bị đi sự kiện. Đang ngồi ăn sáng. Mà chỗ ăn sáng của khách sạn thì mấy món thì nó ngon, nhưng mà mình kỳ vọng là có nhiều đồ Thái hơn chút.
chứ đây toàn international breakfast kiểu thịt ham xông khói các thứ nè, đó bạn thấy không? Mấy cái món này mình không mê lắm các bạn. À, mình nghĩ là ngày mai, tại vì mình còn một ngày ở Thái nữa cho nên là mai mình sẽ đi ra ngoài mình ăn. Hôm nay ăn trong khách sạn cho biết trước vậy đi. Rồi, xin chào các bạn, hiện tại thì mình đã có mặt ở cái khu vực triển lãm của Huawei. Ở đây á, là họ sẽ có một cái sự kiện và họ giới thiệu những cái giải pháp khác nhau liên quan tới cái khu vực gọi là Smart Office. Thì trong cái Smart Office này á, họ sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm từ laptop nè, màn hình nè, tai nghe nè và những cái phần mềm để mà kết nối những thiết bị đó với nhau. Thì mình nghĩ đó là một trong những cái dịp rất là hay để mà bây giờ mình có thể giới thiệu được cho các bạn là Huawei có những cái gì mới ở trong cái khu viên này. Và bây giờ đi với mình ha. Thì thường là trong những cái sự kiện như thế này á, các bạn sẽ thấy là ở các hãng người ta sẽ mời khá là nhiều những cái kênh truyền thông khác nhau, cũng như là mời thêm các bạn làm về TikTok hay là YouTube giống như mình nè, để mà giới thiệu những cái sản phẩm đó đến cho nhiều người hơn. Hiện tại thì bọn mình vẫn đang đứng chờ ở khu vực ngoài thôi, để coi tí nữa vào bên trong sản phẩm. Mình thì thích sản phẩm hơn, rồi mình sẽ cho các bạn coi từng cái món sản phẩm đó nó có cái gì hay, những cái sản phẩm nào nổi bật ha. Để các bạn có thấy là ở đây đang có rất nhiều các bạn nổi tiếng trong giới công nghệ đó không? Bạn Hà Vi ở trên nội các bạn biết rồi nè, Vinh Vật Vờ nè đó, rồi anh em bên Relab Tuấn Ngọc với lại Thành nè đấy, rồi ở đây còn có cả Tân Một Cú nữa nè đấy, ở đây cũng có idol Hưng Khúc của các bạn nè. Xin chào, xin chào, hello. Thank you each and every one of you for being here with us today. Indicating performance. In the weak signal, we achieve a better performance and a much less. Rồi, bây giờ mình mới vừa xong ở cái sự kiện của Huawei. Mình đã có một cái video riêng để mình nói về những cái sản phẩm mà Huawei họ ra mắt trong ngày hôm nay. Thì mời các bạn xem kỹ hơn cho cái video đó, để coi những con ví dụ như là MacBook Pro X nè, hay là MacBook 16S nè, hay là cái tai nghe FreeBuds Pro 2, hay thậm chí là con MacBook Pro là một cái tablet rất là ấn tượng, mỏng, nhẹ và nhìn cực kỳ xinh xắn, nhìn rất là đẹp luôn. Còn cái video này thì mình làm về vlog này kia thôi, cho nên là cũng sẽ không có nói nhiều về sản phẩm ha. Hey yo, what's up chào các bạn. Bây giờ đang là 8:45 và vẫn chưa được ăn. Rời khỏi chỗ sự kiện lúc 5:45, ngồi trên xe 3 tiếng. Quyết định là đi bộ luôn, không thể ngồi trên xe được nữa. Cách cái chỗ ăn còn có 600m nè. Bây giờ đó, mọi người thấy, mọi người phía sau cũng đang đi bộ hết nè, không lấy ngồi chờ được nữa. Dạ, ai rủ mình đi Bangkok nữa thì thôi nghỉ nha, mình không đi nữa. Rồi, ngày cuối ở Bangkok. Hôm qua sau cái chuyến đi mà bị kẹt xe sùm á, là coi như mình đuối luôn. Mình về tới nơi là ngồi làm việc thêm chút xíu nữa là đi ngủ luôn. Công nhận ở Bangkok kẹt kinh khủng. Hôm nay bọn mình cũng sẽ phải tranh thủ đi ra sân bay sớm. Khoảng 5 giờ chiều là bắt đầu bay. Thì 12 giờ, 1 giờ là bắt đầu phải đi rồi các bạn. Chứ không có cái chuyện mà đi sớm trước 1 tiếng rưỡi hay là đi sớm trước 2 tiếng như là ở Sài Gòn đâu. Tại vì phải tranh thủ cái vụ kẹt xe đó. Sau này cho mình đi Thái lại, mà đi Bangkok nha, đi Phuket thì không sao. Đi Bangkok thì chắc là mình ngán lắm, cái vụ kẹt xe. Bây giờ thì đang là 8:40 sáng, đúng không? Đúng rồi, bây giờ 8:45 sáng, mình đi xuống kiếm gì đó ăn. Mà hôm nay mình sẽ đi ăn ở ngoài, chứ mình sẽ không ăn ở bên trong khách sạn nữa. Ngoài ra trưa nay mình cũng rủ một số anh em đi chung với mình để mà đi kiếm bên ăn ngoài, chứ không có đi ăn buffet. Ăn buffet ngán quá rồi, bây giờ đi kiếm mấy cái đồ địa phương hoặc là street food gì đó thì mình ăn. Rồi, bây giờ dẫn các bạn đi tiếp với mình nha. Let's go. Mấy cái khúc đường này giống Việt Nam ghê luôn. Mà sao hôm nay thấy người ta đóng cửa hết ta? Hôm nay không biết có lễ hội gì không ta?
Hình như hôm nay là sinh nhật nhà vua hay sao các bạn. À, mình thấy bên kia đường có một số cái hàng ăn kìa. Đó, bây giờ mình sẽ kiếm đường đi qua bên đó. Ở bên đây có cái cà phê Amazon nè. Thấy ở thành phố mình cũng có đó, mà mình chưa uống bao giờ. Nãy mình cũng mới băng qua đường, trải nghiệm lần đầu băng qua đường ở Bangkok. Ồ, bên đây cũng có Grab nè. Mấy anh Grab đứng đây đợi, chắc là đợi đồ ăn, đợi mấy cái tiệm mở cửa hay sao á. Ồ, mình nghĩ là đây là một trong những cái đặc sản của Bangkok. Mình có thể đứng ở những cái đường như vậy nè, xong rồi mình thấy người ta chạy chạy ở dưới. Ở Việt Nam mình thì ít có cầu bộ hành lắm, cho nên là ít thấy được cái cảnh này. Oh, what's this? Is this boss? À, cái này là heo. Này, this is? Liver. Liver, ok. You want sticky rice? Yes, please. Oh, có xôi nữa nè các bạn. Để ăn thử cho biết ha. 25 baht. Alright, thank you. 25 baht tất cả. Mua thêm một xiên heo nữa các bạn. 10 baht rồi. Ở đây người ta có bán bánh mì nướng, xong rồi xịt sữa lên. Người ta cắt nó ra. Hình như là phết bơ hay trứng gì á, là có cái hũ bơ hay hũ trứng gì nè, với đường nè. Này một dạng bánh ngọt. Cái bịch bánh mình mới mua là 10 baht. Là bao nhiêu tiền ta? 7.000 mấy hả? Cũng rẻ quá ha. Chắc tại vậy mà các bạn thích Thái Lan đúng không? Tại vì Thái Lan ăn uống đồ nọ kia rẻ nè. Bây giờ để kiếm chỗ băng qua đường, xong rồi đi kiếm đồ ăn sáng. Nãy giờ đi vòng vòng một đống đồ ăn vặt xong cũng chưa ăn sáng luôn. Tiếp tục băng qua đường để coi chị này băng sao. Mình bắt trước theo. À, chờ xe ok là tự đi luôn. Hiểu. Ok, giống Việt Nam. Ồ, ở đây người ta có một cái tiệm bán cơm nè. Mua mấy hộp cơm phần ra ăn thì nó hấp dẫn ha. Qua Thái Lan thì mình thấy rất là nhiều những cái chùa họ xây ra cái kiểu kiến trúc này, nhìn rất là đẹp. Mình thích nhìn mấy cái chùa của Thái Lan lắm, nhìn hay lắm, và nhìn cái biết liền. Mình đi ngang thì thấy có một chú bán cái nhìn giống như nem nướng vậy đó. À, cũng 10 baht một sâu. Mình mua thử một sâu ăn. Mình hấp dẫn lắm. Thank you, bye bye. Rồi đi tiếp. Có một đống street food trong tay rồi nè. Giờ ông lẽ về khách sạn ăn ta. Rồi rốt cuộc là quay lại cái tiệm hủ tiếu lúc nãy các bạn. Cái bánh hủ tiếu này nó là giống bánh mì, bánh hủ tiếu ở những cái tiệm đồ hoa á. Có cá viên nè, có chả cá nè, và những cái gia vị nêm rất là thường thấy, giống như hôm bữa mình ăn. Chúng ta cũng có cái này chắc là ớt sa tế nè, cái này đường. Ở đây bên Thái Lan người ta hay cho đường quá ha. Rồi, đã ăn xong, trời có vẻ chuyển mưa rồi. Thôi bây giờ mình về khách sạn để ăn tiếp mấy cái street food này. Nhìn mấy này mà còn thèm hơn là mấy cái đồ mắc tiền nọ kia luôn á. Về cái tiệm mà mình mới vừa ăn á, thì ở đó là họ bán kiểu giống như hủ tiếu mì vậy đó. Nó hơi giống như là hủ tiếu mì của những cái xe người Hoa ở bên Việt Nam mình á, cũng không có khác nhiều lắm. Tuy nhiên thì cái cách nêm nếm này nọ của họ sẽ hơi khác. Ngoài ra thì nó còn có cả cá viên nữa. Thôi bây giờ mình đi về đây. Bye bye. Chút nữa gặp lại các bạn ở khách sạn để ăn thử mấy cái món này coi như thế nào. Rồi, mới vừa về tới tắm rửa ra, nóng kinh hồn. Bây giờ mình thử ăn đồ ăn trước nha. Mình sẽ thử ăn trước cái xiên lúc nãy mà mình mua á. Các bạn nhớ không? Ý, rớt. Không biết món này món gì. Nem hả? Xong rồi chú nghe mùi giống nem lắm các bạn, giống cái món nem của mình á. Tặng cho trái ớt nữa. Thử nha. Bên ngoài có cái lớp với mùi xúc xích. Bên trong là bún tàu với thịt bằm. Trắng miếng ớt Thái Lan rồi. Thơm. Ế này ngon nha. 10 baht một sâu như thế này. Ok. Bây giờ tới món thứ hai là mấy cái xiên thịt nướng. Cái xiên heo nướng này quen lắm. Mới vừa đi ăn hôm Chủ nhật trước khi qua Thái luôn. Rồi chính nó luôn. Giống biết trang Việt Nam. Không có khác vị lắm. Ngon. Ở đây còn có xiên gan nướng nè. Với mình mua thêm một cái xiên thịt. Và người ta có cho xôi nữa các bạn. Người ta có cho xôi.
với lại một cái bịch nước chấm. Cái món nước chấm này nhìn cũng khá là cay nè các bạn thấy không? Có ớt nổi lên phền thì đây là một cái đặc trưng ở trong ẩm thực Thái Lan rồi. À, mình lại thích vậy, mình thích chua thích cay cho nên là mình nghĩ mình khá là hợp với đồ Thái. Trước giờ mình ăn đồ Thái chưa có món nào mình chê hết á. Trừ cái món nào mà họ làm dở thì ok chê. Nước chấm này nó có giấm thì me vậy. Ok. Cũng được. Nước chấm thì mình không đặc sắc lắm. Cái xiên thịt này thì ngon nè. Ngồi ăn street food trong khách sạn năm sao. Bữa giờ ước mơ được đi ăn street food vậy thôi nè các bạn. Mà toàn được đi cho ăn buffet đồ xịn xịn không à. Ăn thử cái xiên gan cái. À, xiên gan nè các bạn. Gan ướp lên rồi nướng ha. Mà ngon, mà ngon. Hiện tại mình ăn trưa, chuẩn bị đi về, chuẩn bị tí nữa ra sân bay luôn á. Thì mình ăn mì gói các bạn, đây cho các bạn coi. Đó. Đây là cái mì mama nè, xong rồi họ bỏ tôm rồi bỏ chân gà rút xương, nấm rồi một số cái gia vị nêm nếm vô thôi. Mình nghĩ là cũng ngon, tại vì cơ bản nó cũng thế à. Nó là mì mama trộn hơi khô với lại một ít nước thôi. Ăn cái này mình cảm thấy vui hơn so với lại ăn mấy cái đồ cao lương mỹ vị á. À, bây giờ ăn nha. Rồi, hiện tại mình đang có mặt ở sân bay để chuẩn bị đi về. Thì sân bay Suvarnabhumi của Bangkok rất là đẹp. Làm một rất là nhanh. Vô là luồn đi các kiểu, xẹt xẹt xẹt, hài lòng. Sân bay này cũng rộng, chưa bằng Changi, nhưng mà tốt hơn Tân Sơn Nhất rất là nhiều. Hy vọng một ngày nào đó Tân Sơn Nhất sẽ được như Suvarnabhumi là ok. Thoáng mát, rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, thơm tho. Bây giờ mình đang đi tới cái gate của mình. Thì nó kêu là từ cái chỗ này đi tới chỗ gate chắc cũng phải 13 phút á. Đi cũng xa. Bây giờ đi dần thôi. Để coi xung quanh còn có chỗ nào mua bán, mua sắm, tiêu tiền nữa không. Hiện tại đang tấp vô một cái quán Nhật để ăn các bạn. Ngay trong sân bay. Ước mơ là một ngày Tân Sơn Nhất cũng có những cái quán ăn như thế này. Quán Nhật, quán Hoa, quán gì cũng được. Ví như Changi vậy đó, mấy cái quán ăn ngon ngon này kia. Chứ không phải là chỉ có mấy quán phở rồi ăn vô nhạt nhắt này nọ, rất là chán. Hy vọng vậy đó sẽ tới. Mình đi Changi á, ăn ở trong sân bay rất là ngon. Bây giờ đang test thử ở trong sân bay của Suvarnabhumi Bangkok thì ăn có ngon hay không. Đang muốn xin tố xoài. Đồ ăn ra, đồ ăn ra. Cái này mình có ramen bò wagyu, nhìn siêu hấp dẫn luôn. Coi miếng bò đã không? Đó, rất là ổn. Ok ha. Để coi tí nữa bill hết nhiêu tiền, nhưng mình không có nhớ giá. Đi kèm là một cái set gyoza như thế này, chấm cái nước tương này ăn. Rồi, hiện tại đã ra sân bay, ra tới gate rồi. Chúng mình bay về. Nãy quên review cho các bạn cái bò, cái mì bò đó ngon nha. Ăn bò rất là đã, mì thì hơi mặn. Còn vị ramen thì giống ăn ở Sài Gòn mình thôi, cũng không có đặc sắc lắm. Hiện tại thì còn 5 phút nữa là mình boarding. Rồi, thôi giờ đi về. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong nguyên một cái chuyến đi Thái kia này ha. Rồi, vậy nha, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.